Hello anh em nha. Hôm nay Nam Oil Shop quay cho anh em xem cái con Exeter 155 này. Thì cái sẵn đây giải đáp cho cái bạn trai hỏi là cái bộ phuộc này lên có bị cạ hay không. Thì sẵn quay cho mọi người xem luôn. Thì cái chiếc xe này là của một bạn khách đi mới được có 2.000 cây thôi. 2.000 cây thôi mọi người. Xe còn rất là mới. Odo mới có 2.495 cây. Lên hẳn một bộ phuộc Winner X. Thì tâm lý của ai cũng vậy thôi, là thời gian đầu muốn gắn nhưng mà không biết chỗ nào làm ok, cho nên là bạn tham khảo rất là nhiều. Bạn tham khảo chắc cũng phải là cả gần chục chỗ luôn á. Nhưng mà cuối cùng á thì bạn vẫn lựa bên cửa hàng của mình. Tại vì cái đơn giản á, là cái quan sát là bạn thấy bên mình làm á, nói chung mình phải là tự khen, mà là làm cái này nó gọi là nó tươm tất và nó chỉnh chu đó. Thì sẵn đây quay cho mọi người xem luôn là coi nó có bị cạ hay không nha. Đây là cái hình dáng bên trong mình làm nè. Đó. Cái phần đèn nè. Thì mọi người có thể thấy là cái phần chản ba này á, bên mình làm á, nó sẽ ôm sát với lại cái phần mũ đen luôn. Đây cái phần mũ đen mọi người thấy không? Đó. Ôm sát luôn theo cái vòng, theo cái đánh vòng vòng cung của cái đường bao tròn của cái chản ba nè. Đó mọi người thấy không? Đó, nó ôm vừa sát luôn. Đó, nhưng mà nó không đụng nha. Đó, nó không đụng nha, ôm vừa sát luôn. Thì cái này bên nam á là sẽ có gọt nhẹ của cái phần này. Đó, gọt nhẹ của phần này nha. Đó là cái điều bắt buộc. Tại vì á, cái con này á, cái chản ba zin của nó nhỏ, hẹp, cho nên là nó rất là thoải mái. Còn đối với cái chản ba của thằng phục Winner này á, thì do cái bề ngang của nó bự hơn tới mấy phân lận, cho nên là chúng ta phải bắt buộc là phải gọt bớt cái đó ha, chứ không có cách nào khác. Còn về những cái khác giống như là cái phần chóa đèn á, thì nhiều chỗ á, làm á, không có chuyên, cho nên là sẽ bị cạ cái phần chóa đèn đây. Mọi người nhìn thấy à, ngay cái điểm này là sẽ bị dính vô trong cái chóa đèn nè. Đó, cho nên là nhiều chỗ là người ta sẽ chơi là mài luôn cái phần chóa đèn. Nhưng mà cái chóa đèn này á, nó rất là nguy hiểm. Nếu mà anh em mài xong á, là nó sẽ bị lủng một lỗ và nó dễ bị vô nước. Và hơi nước nó tích tụ vô trong cái chóa đèn này á, thì nó sẽ làm hư cái chóa đèn của chúng ta ha. Hoặc là nó sẽ bị mất thẩm mỹ, như cái xe người ta nhìn sẽ bị mất giá trị liền. Đó. Cho nên á là nhiều chỗ làm bị và anh em bị rất là nhiều. Còn bên mình làm những cái đó là sẽ không có bị hết nha mọi người, chỉ gọt đúng là hai cái phần bên cái phần mũ này thôi. Mà nó lại phần mũ bên trong. Còn nói về cái độ êm á thì nhúng gọi là rất là đầm. Nha. Đó. Nhúng rất là đầm, ti của nó là ti lớn, ti 26, ti 32. Ti 31 32 lận. Và cái zin của nó là chỉ 26 thôi. Thì bạn này lên hẳn là một cái bộ phuộc trước là màu vàng. Đó, vàng màu đen bóng. Và nó tích hợp sẵn luôn là cái chản ba nè. Đó. Phụ kiện nè. Cục canh nè. Bát heo nè. Đó, mọi thứ làm hoàn toàn như zin. Thì bên mình làm hết chi phí chọn gói như vậy là chỉ với 3 triệu mấy thôi mọi người. Đó, 3 triệu mấy ha, luôn công hết luôn rồi đó. Và sẽ bảo hành cho anh em là 12 tháng cho anh em dùng. Và cam kết là làm là sẽ tươm tất chỉnh chu cho anh em, xài bao anh em xài hài lòng luôn nha. Đó, cái bộ phuộc này anh em đi xa rất là ngon, êm, đầm và bền. Đó, mọi người có nhu cầu thì ghé bên cửa hàng của mình. Xe giờ nhìn nó rất là đẹp luôn, nhìn cái màu phuộc nó lại màu mâm, màu dè với lại màu vàng áo, nhìn nó tổng thể nó rất là hợp và đẹp.
đó. Đây, lên xe nhìn cái xe, nhìn cái góc nào nó cũng đẹp hết nè. Còn cái phần trá đèn này á, thì bạn này đem đi làm cái bi cầu rồi. Sẵn đây nói với mọi người luôn là xe này có nhiều bạn á, là muốn gắn cái phần trá đèn ở dưới đây. Đây, gắn hai cái bi cầu dưới đây. Thì cái đó nhiều chỗ người ta làm nó sẽ bị đội ra phía sau, cho nên là chẳng ba chắc chắn nó sẽ bị dính. Đó, thì bạn này á, Nam tính trước cho bạn này rồi. Và Nam sẽ hướng dẫn là bạn này làm một cái bi cầu ở trên đây đi. Đó, làm bi cầu trên đây ha. Chúng ta xài bi cầu trên đây. Và dưới đây vẫn xài cái zin. Đó, để dưới chúng ta có thể đi được cái phụ winner. Đó, còn nhiều bạn mà đi cái bộ cầu dưới đây á, thì á, nó sẽ bị dính ha. Còn trên đây chúng ta không đội hết, lại uổng. Không làm được cái phụ kia thì nó cũng là không ok. Còn nếu mà chúng ta đi bi cầu này với phụ winner luôn thì sẽ đồng bộ được với nhau luôn nha, vừa ý của mọi người luôn. Đó, thì anh em cứ cân nhắc về cái vấn đề này ha. Đó, đây là tổng thể xe. Rồi, anh em nào cần thì cứ ghé bên cửa hàng nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.